13. Không sao, tôi không sao đâu mà. Em không nên uống nhiều như vậy. Anh tưởng tôi muốn uống lắm à? Không phải là bộ trưởng này thì là bộ trưởng kia. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, không đắc tội nổi. Sau này sẽ không có ai dám ép em uống nữa. Cái tên bộ trưởng dê sầm hôm nay nhìn như một con gà nhúng nước vậy. Người Trung Quốc ở Tân Kinh thật không biết phải nói như thế nào. Tôi quay phim để lấy lòng người Nhật, là muốn bản thân sống tốt hơn một chút. Như vậy có thể không cần sống trong những ngày tháng bất an sợ hãi. Anh Hàn, ngài Nakamura không ở đây. Tôi muốn vào trong. Tôi đã nói với anh rồi, ngài Nakamura không ở đây, để tôi vào trong. Xin lỗi, ngài Nakamura không ở đây. Tôi có chuyện quan trọng, còn nói với anh ấy. Ông ấy thật sự không ở đây. Ai thế? Ngài Nakamura đang ở đâu? Tôi không biết. Ông ấy không ở chung cư thì chắc là ở phòng làm việc. Có nơi nào ông ấy thường hay tới không? Tôi không biết. Nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu. Tôi có chuyện gấp cần tìm ông ấy. Tôi thật sự không biết. Tôi không muốn về. Chị dâu tôi không thích tôi. Đưa tôi về ký túc xá đi. Nếu như anh tôi vẫn còn sống thì anh ấy tuyệt đối không để tôi ra nông nỗi này. Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi. Cô rất nhớ anh của mình à? Tôi nhớ anh ấy. Nhưng mà anh ấy không bao giờ quay lại. Tôi không còn anh nữa rồi. Anh Phương, trùng hợp thật đấy. Đừng nổ súng. Đúng là không phải trùng hợp. Nhưng mà hôm nay tôi đến là có ý tốt, để tìm hợp tác. Người đang ngồi trong xe là Igor. Đứng đầu hắc bang lớn nhất của bạch vệ nước Nga tại Đông Bắc. Sao tôi có thể không biết chứ? Igor, có hai xưởng gia công đập tương và cả xưởng gang thép tại Hắc Long Giang. Người Nhật Bản muốn nuốt trọn những xưởng này. Ý của Igor là để đường sắt Nam Mãn Châu ra mặt.
Anh Phương để tâm chuyện của Igor như vậy, nhất định là một chuyện buôn bán có lãi. Còn tôi thì có lợi gì? Cậu cũng biết mà, Bạch Vệ nước Nga vẫn luôn thù hận Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong tay của Igor bây giờ có giữ một người Đức. Anh ta có tin tình báo mà người Liên Xô muốn có được. Tôi dựa vào cái gì mà tin lời của anh? Igor muốn hợp tác cùng với người Đức. Tướng quân Marquez không có hứng thú với tin tình báo này. Tôi lại thấy chắc chắn là cậu biết giá trị của thủ hạ người Đức trong tay của Igor. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Những người Đức bị Igor khống chế thật ra là người tình báo mà các cậu đang quan tâm. Trong tay của anh ta có tình báo chi tiết về kế hoạch quân Quang Đông số 8. Kế hoạch quân Quang Đông số 8, chuyện này tôi không thể tự bịa ra. Hơn nữa, anh ta còn là người liên lạc của tổ chức tình báo Diễn Đông, làm ngầm ở Mãn Châu. Mà làm ngầm này chắc cùng với cậu, có lẽ là đồng chí của cậu đấy. Bây giờ đối với chuyện này, chắc cậu có phán đoán rồi đúng không? Như vậy, sau khi xong chuyện, cậu dẫn người của cậu đi, tôi lấy tiền của mình. Nước Phù Sa không chảy ra ruộng ngoài. Dù sao thì cậu cũng là người quen duy nhất của tôi ở đường sắt Nam Mãn Châu. Tôi thân với anh lắm mà. Chuyện này cậu ta có đồng ý làm không? Yên tâm đi, ông đã nắm đàn chui, cậu ta chắc chắn sẽ không tiếc gì hết. Lái xe. Kỳ Kỳ đang gặp nguy hiểm không rõ thế nào. Chuyện liên quan tới kế hoạch số 8 lại vô cùng khẩn cấp. Lúc này trong đầu của Hàn Sơn loạn hết cả lên. Chuyện này vô cùng quan trọng, tôi nhất định phải báo cáo trực tiếp với anh. Đi vào ngõ nhỏ. Tin tức có đáng tin không? Trung tâm tình báo Diễn Đông ở Đông Kinh có một tổ chức ngầm chủ yếu là người Đức. Bọn họ vẫn luôn làm việc cho Stalin, cung cấp tin tình báo mới nhất về người Nhật ở nước Nhật. Nhưng mà người liên lạc này sao lại rơi vào tay của Igor? Sau cách mạng tháng 2, Kolchak bại trận, có rất nhiều người của ông ta chạy tới trốn ở Trung Quốc. Đám quý tộc Bạch Vệ nước Nga này có nguồn nhân mạch rất tốt, nên đã nắm được phần lớn tài phú của Sao Quảng Đế Quốc. Vậy nên kế hoạch số 8 này vô cùng quan trọng, không thể để nó cứ ở Cáp Nhĩ Tân mãi được. Cậu định xử lý như thế nào? Igor khống chế người liên lạc người Đức này. Hơn nữa bây giờ còn vụ án của tổ chức đảng cấp cao Adrian. Một khi rơi vào tay người Nhật Bản thì hậu quả sẽ khó lường, có thể uy hiếp trực tiếp tới chúng ta. Cậu muốn làm thế nào? Ngày mai tôi sẽ báo cáo chuyện này đến Nakamura. Hơn nữa dùng thân phận chuyên viên phòng điều tra tình báo Diễn Đông để đến Cáp Nhĩ Tân. Sau đó tin tình báo tôi nắm được có hạn. Anh còn cần phải liên lạc với cấp trên trong tổ chức đảng. Thời gian cấp bách, đi muộn sợ có thay đổi. Tôi không chờ được.
Sau khi tới cáp Nhĩ Tân thì tùy cơ ứng biến. Được, tôi sẽ báo cáo ngay với cấp trên. Số 37 trong ngã rẽ, dùng danh nghĩa hội hữu hảo để thuê nó. Hàn Sơn đã đồng ý tới cáp Nhĩ Tân chưa? Cậu ta chắc chắn sẽ đi. Lỡ như chuyện này có thay đổi thì phải làm sao? Tôi sợ tên người Nga đó không chịu từ bỏ. Thời gian tới tôi phải tới cáp Nhĩ Tân một chuyến. Nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Cô là trạm trưởng à? Không phải, chú mới là trạm trưởng. Vậy tôi không hỏi nữa. Bớt lời đi, làm nhiều vào. Cô không cần suy nghĩ chuyện tiền bạc. Cậu nói tối qua Hàn Sơn xông vào nhà tôi. Theo lời lính canh gác báo lại là còn lấy súng ra nữa. Nhìn có chút không bình thường. Rốt cuộc Hàn Sơn muốn làm gì? Vào đi. Anh có còn nhớ phú ông người Nga chúng ta gặp được ở Đại sứ quán Đức không? Tôi nhớ. Hắn là người đứng đầu bang hội lớn nhất ở Đông Bắc. Bây giờ trong tay ông ta có được một gián điệp người Đức của quốc tế cộng sản. Sao cơ? Hàn Sơn, tôi nghe nói các cô gái người Nga ở cáp Nhĩ Tân rất là thú vị. Chỉ sợ lần này anh không có thời gian tiêu khiển. Cô Keiko, anh Hàn, tôi đi lấy chút đồ của phòng cấp đồ đây. Xin lỗi cô về chuyện hôm qua. Không cần xin lỗi. Nghe nói anh sắp đi cáp Nhĩ Tân. Đúng. Chú ý an toàn. Cảm ơn. Đây là đạn mau sơ. Xin lỗi, sẽ đổi cho anh ngay. Hàn Sơn, đám người mới đến không hiểu nghiệp vụ, đừng để trong lòng. Anh ta làm tôi nhớ tới Lý Liên Sinh. Cáp Nhĩ Tân là nơi làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Đến đó đều là người đẹp và giả thú. Đám người bạch vệ nước Nga vừa xấu vừa hôi. Đúng là có lỗi với những cô gái người Nga như hoa như ngọc. Đâu chỉ vừa xấu vừa hôi. Igor,
Con người Igor còn không có nhân tính hơn tin tình báo Đông Bắc báo lại. Ông ta không xem người Nhật Bản ra gì. Tôi lo lắng hai người chúng ta có thể đưa người Đức đó về đây thuận lợi hay không. Vậy phải xem anh ta đáng bao nhiêu tiền. Tin tôi đi, giá trị nhất định không thấp đâu. Xin lỗi, chủ nhiệm Hàn, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Cáp Nhĩ Tân. Anh là anh Hàn có phải không? Là tôi. Anh ta là ai? Anh ta là trợ lý. Lên xe đi. Làm ơn cho tôi xin chút tiền. Đưa súng cho tôi. TT-33 đấy, cậu có cầm được không? Nếu như tôi nhớ không nhầm, không lâu trước đây ở Tân Kinh, ông còn không dám xuống xe, đúng không? Cậu còn không biết đúng không? Tôi tên là Igor, quý tộc lưu vong của Bạch Vệ nước Nga, ái tướng của Kunchak, dựa vào đường sắt Trung Đông để phất lên, giết người cướp hàng, chiếm đoạt nhà xưởng, là đại ma đầu, không chuyện ác nào không dám làm, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu trước người Nhật. Vậy thì sao chứ? Bây giờ tao sẽ giết mày, Igor. Nghĩa của từ Igor trong tiếng Nga là được thần tài phù hộ, đúng không? Ông giết người là để kiếm tiền, còn ông giết tôi thì không lấy được một xu. Tôi thích cậu đấy. Được rồi, chúng ta cùng nhau giao dịch. Vẫn nên bàn điều kiện trước. Không xong được điều kiện thì sao mà bàn giao dịch. Điều kiện của tôi là cái tên Iguay trong ngành khoáng sản trúc sơn cút khỏi đó. Đường sắt Nam Mãn Châu không được nhúng tay vào việc làm ăn của tôi. Công ty và nhà xưởng sẽ lấy danh nghĩa theo người hầu người Đức của tôi. Mỗi năm có thể để 3 phần lãi cho Nakamura, bộ trưởng của mấy người. Còn điều kiện của tôi, tôi muốn gặp người Đức đó. 3 phần lãi, cậu có biết là bao nhiêu không? Người của phòng điều tra các cậu dù có 8 đời cũng không tiêu hết. Tôi không quan tâm chiến tranh hay tình báo gì hết. Người Đức hay là người Nhật, tôi chỉ quan tâm chuyện làm ăn của tôi. Ông Igor, hình như ông vẫn chưa hiểu. Người Đức đó là điểm quyết định thành công hay thất bại của giao dịch. Vậy nên tôi nhất định phải gặp được hắn. Tôi muốn bàn riêng với hắn, đừng có giở trò.
Adrian, tôi là bạn của anh. Tôi tới để giúp anh. Không ai có thể giúp được tôi. Xin anh hãy tin tôi. Emma, em gái tôi nằm trong tay của Igor. Không ai giúp được cô ấy. Nói cho tôi biết kế hoạch số 8 là gì. Em gái tôi trong tay của Igor. Cô ấy là người thân duy nhất của tôi. Xin hãy tin tôi. Tôi có thể giúp được cho anh. Không, không ai giúp được tôi hết. Tôi không cứu được cô ấy. Không ai có thể giành được người từ tay của Igor. Hàng Sơn, anh thấy người đẹp tóc vàng kia không? Chỉ tiếc là tôi không hiểu tiếng Đức. Adrian, anh nói cho tôi biết kế hoạch số 8 là gì. Tôi thề sẽ cứu em gái của anh ra. Tôi xin thề với Thượng Đế, tôi có thể cứu được Emma. Tôi là người liên lạc của đội Rama, khu vực phía Bắc Trung Quốc. Anh liên lạc với ai? Tôi cũng không biết anh ấy là ai. Tôi chưa từng gặp mặt. Tôi chỉ biết biệt hiệu của anh ấy là 292. 292 à? Số điện đài của tôi là 292 NOS 393. Cấp trên quyết định cho anh dùng số điện đài riêng. Khi cần khởi động, có thể thông qua cách thứ 3 để khởi động. Ông chủ của chúng tôi không có thời gian chờ các anh. Người Đức đó đã nói gì? Anh ta là người Do Thái. Igor bắt được em gái của anh ta. Anh ta chỉ muốn cứu em gái. Vậy còn kế hoạch số 8? Kế hoạch số 8 đó đúng là có tồn tại. Chỉ là có đánh chết, anh ta cũng không nói ra nội dung, trừ phi cứu được em gái của anh ta ra. Hàng Sơn, chúng ta tới thu thập tình báo, đừng để thêm nhiều chuyện rắc rối. Với tình huống của anh ta, kế hoạch số 8 đúng là có tồn tại. Chỉ là... Vậy anh muốn làm gì? Bây giờ chỉ có thể chờ điều kiện của Igor. Đợi tôi đưa được người Đức đó về phòng điều tra thì không tin anh ta không nói. Lẽ nào chúng ta phải cứu em gái của anh ta à? Tùy cơ hành sự. Kế hoạch tác chiến số 8 của lục quân Nhật chuẩn bị thực hiện trong năm 39 có hai nội dung. Thứ nhất, lấy Hắc Long Giang làm căn cứ, tấn công trực tiếp vào Liên Xô. Binh lực dự kiến dùng 14-26 sư đoàn. Thứ hai, từ ngoại Mông tấn công vào Liên Xô, dùng bộ đội cơ giới hóa của quân Nhật tại Quan Đông. Dù thế nào thì Hàn Sơn cũng không ngờ được người Đức này lại chính là tình báo viên của tổ chức Viễn Đông. Điều làm Hàn Sơn không quên được là ánh mắt tuyệt vọng của anh ta khi nhắc tới em gái Emma. Nếu như anh tôi vẫn còn sống thì sao tôi không nhận ra anh ấy chứ? Nếu nhà này vẫn còn sống thì anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi.
Vodka của người Nga nặng thật đấy. Uống ít thôi. Cẩn thận bị người khác giết ngay trong nhà đấy. Đặc phái viên của đế quốc còn sợ đám chó nhà có tang của mấy tên người Nga đó sao? Không thể không đề phòng. Đã chuẩn bị xong tài liệu của Bộ trưởng Nakamura chưa? Đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ tới nơi. Vậy ngày mai hẹn gặp Igor đi. Càng nhanh càng tốt. Vừa rồi tôi gọi điện thoại, Bộ trưởng Nakamura có chỉ thị mới. Là gì? Bị tôi đoán trúng rồi. Igor, cái tên tự cho mình là đúng. Nakamura muốn để hắn mất cả người lẫn tiền. Có ý gì chứ? Xử lý Igor. Việc làm ăn và sản nghiệp dưới tên của hắn đều thuộc về phòng điều tra. Lấy ác trị ác. Lời này của anh có ý gì? Bây giờ xử lý không phải là thời cơ tốt nhất. Tại sao? Igor đã kinh doanh nhiều năm ở Cáp Nhĩ Tân. Chúng ta không hiểu hết được thực lực của hắn. Như vậy rất là mạo hiểm. Hàn Sơn, không phải anh thật sự muốn giúp tên do thái đó cứu em gái của hắn chứ? Adrian rất quan trọng đối với phòng điều tra. Rất quan trọng. Cô gái người do thái đó còn quan trọng hơn. Anh có thể nghiêm túc không? Được rồi, nghiêm túc. Nakamura muốn lấy được tin tình báo từ miệng tên do thái đó. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong. Để quân Quan Đông xử lý tên Igor, cứu được người Đức đó ra. Anh có thể cố gắng đi cứu cô gái do thái đó. Anh làm gì? Tôi à? Uống vodka. Chị dâu, xin lỗi. Là do em không nghe lời chị. Tối qua uống say, bị tên Nakamura đó lợi dụng. Em thật sự không còn mặt mũi gặp chị. Alo. Hiến quân ở Cáp Nhĩ Tân đồng ý xử lý Igor rồi. Được. Vậy làm sạch sẽ một chút. Đừng để quân Quan Đông ở Cáp Nhĩ Tân nắm được manh mối. Kỳ Kỳ, sao em lại ở đây? Tôi không sao. Sao vậy? Em không vui à? Tôi có chút chuyện, cần ra ngoài một chút. Tối em muốn ăn gì, tôi mua về cho. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi muốn ở một mình. Vui vẻ chút đi. Tài liệu của tôi đã tới chưa? Ông Nakamura đúng là giữ chữ tín. Bây giờ xưởng của tôi đã thuộc phe đồng minh. Người Nhật các anh cũng không động vào nhà xưởng của tôi nữa. Đồ của tôi đâu? Yên tâm đi. Ở địa bàn Mãn Châu, tôi vẫn phải nể mặt người Nhật.
Nào, xem đi. Cậu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đúng không? Bây giờ cậu mau đi chuyển lời cho ông Nakamura. Tôi nhất định sẽ giữ lời. Người tôi cần đâu, Igor? Emma đang ở đâu? Adrian, cậu phải đi cùng với cậu đây rồi. Tôi không đi đâu cả. Tôi phải tìm Emma. Không có Emma, tôi không đi đâu cả. Emma đang ở đâu? Cậu nói gì? Tôi nói là Emma đang ở đâu? Cậu Hàn, tôi là người làm ăn. Igor, tuy rằng vô sĩ, nhưng mà biết giữ chữ tín. Cậu không được nhắc đến điều kiện ngoài những điều kiện đã bàn. Ông nhìn dáng vẻ của anh ấy đi. Không gặp được em gái thì chúng tôi làm sao hợp tác? Tôi chỉ đồng ý thả cậu ấy ra. Tôi không đồng ý thả em gái của cậu ấy ra. Hàn Sơn, thôi bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Tôi nói lại một lần nữa, Emma đang ở đâu? Người của tôi còn chưa tới. Mau đưa người Đức đó đi. Anh đừng quản chuyện em gái nữa. Emma đang ở đâu? Igor, ở Nga có một câu chuyện về một ngư dân. Nói về chuyện khi đi đánh cá phải cẩn thận cá mập ở sau thuyền. Có vài lời tôi chỉ muốn nói với một mình ông. Chỉ cần giao Emma ra, ông có thể sống sót. Hàn Sơn, có phải anh điên rồi không? Tôi thấy cậu không hiểu gì Igor tôi đâu. Trong từ điển của tôi không có hai chữ nhượng bộ. Tôi nói lại một lần nữa, giao Emma ra, ông có thể sống. Cậu đang ép tôi phải giết người đấy. Chuyện làm ăn này tôi không làm nữa. Nổ súng. Hàn Sơn, anh hại chết tôi rồi. Đừng lo, cứu viện của chúng ta đã tới. Khốn kiếp. Không được, không được vào đây. Thả cô ấy ra, Emma. Emma chính là Emma mà mấy người muốn. Đấu với tao à? Tao là Igor. Tao sẽ cho mày thấy đầu của tao nở qua. Ông thả cô ấy ra, tôi sẽ tha mạng cho ông. Emma, Emma, Adrian, anh yên tâm, Emma đã an toàn.
Em à, tôi đã hứa với anh của cô sẽ đưa cô tới nơi an toàn. Đến chỗ người Do Thái sẽ ổn hơn một chút. Hàng Sơn, anh điên rồi. Anh đúng là một tên điên. Anh muốn hại chết hai chúng ta sao? Đi thôi, đi. Anh ơi, đi. Bỏ súng xuống. Không được làm loạn. Anh giết nhiều anh em của thanh bang chúng tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ giết chết anh. Bỏ súng xuống. Hòn Siêu, đưa em mà đi. Không được làm loạn. Không phải các anh tới vì cái này à? Chỉ cần tôi buông tay thì ba chúng ta và vali này sẽ cùng nhau quá thành tro bụi. Đừng làm loạn. Mau đi thôi. Bỏ súng xuống, không được cử động. Vali, đừng giở trò. Khi về tới Tân Kinh, tôi sẽ không tha cho anh ta. Tôi không bảo cậu giết chết Hàng Sơn. Nghe đây, theo tôi thì phải tuân thủ quy tắc. Cô gái mỏng manh trong biệt thự của Igor đã kích động tinh thần của Hàng Sơn. Hàng Sơn không thể khoanh tay không cứu cô ấy. Kế hoạch số 8 của Bộ Tham mưu Lục quân tỉnh của Nhật Bản nhất định phải báo cáo kịp thời với Liên Xô. Nếu không thì cuộc chiến chống phát xít sẽ gặp tổn thất nghiêm trọng. Hòn Chùa, xem ra anh kết thù không ít. Người của thanh bang cũng muốn lấy mạng của anh. Thanh bang của Mãn Châu, sớm muộn tôi cũng sẽ dây bắt tắm máu bọn chúng. Nhật Mãn hữu hảo, nội các còn định để thanh bang đến chào hỏi người Nhật. Bộ trưởng Nakamura sẽ không đồng ý kế hoạch của anh đâu. Hàng Sơn, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi một lần nữa. Tôi cũng là tự cứu bản thân mình thôi. Adrian đã chết. Một mình tôi về phòng điều tra, biết làm sao giải thích. Vậy nên anh phải sống để làm chứng cho tôi. Xem ra anh bị việc điều tra nội bộ của Nakamura làm cho sợ hãi rồi. Chẳng còn cách nào. Ai bảo trong cơ thể tôi không chảy dòng máu của dân tộc Đại Hòa? Xin lỗi, không bàn những chuyện không vui. Hàng Sơn à, cô gái người Do Thái đó đúng là nhìn rất xinh xắn. Cô ấy vô tội. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống tốt. Hàng Sơn, đừng nói đàng hoàng như vậy mà. Đây là chiến tranh, cứ vui vẻ thỏa thích đi. Anh xem, tên Igor đó đầu bị bắn rồi. Còn nói gì tới làm ăn, nói gì tới tín ngưỡng, toàn bộ vô dụng. Anh đừng động vào cô ấy. Báo cáo. Chuyện gì? Thưa anh,
Phòng điều tra phái tôi qua đây hộ tống các anh về Tân Kinh. Thím Tiêu, đến ngay. Sao cô lại đi mua đồ ăn? Mua nhiều như vậy, có phải là anh Phương sắp tới không? Không phải, thím quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Kỳ. Cô xem, trí nhớ của tôi. Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Kỳ Kỳ. Vẫn còn cô thương con bé, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho con bé. Con gái mà. Đúng rồi thím Tiêu, tối nay chúng ta ăn sủi cảo đi. Kỳ Kỳ thích nhất là ăn sủi cảo của thím làm. Vậy hôm nay Kỳ Kỳ có về được không? Lát nữa tôi sẽ tới xưởng phim. Cho dù con bé không nhận tôi là chị dâu thì cũng không thể không cần gia đình.